Nghệ sĩ Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam sau 15 năm. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng sẽ có đêm nhạc riêng đầu tiên vào 20 tháng 10. Đại diện của nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết, chị đã chính thức được cấp phép biểu diễn ở trong nước. Show đầu tiên của Ngọc Huyền đã diễn ra vào 20 tháng 10 tới. Ngọc Huyền rất vui vì chờ đợi bao nhiêu năm mới có đêm nhạc riêng để gặp gỡ khán giả quê nhà. Đây là dịp để Ngọc Huyền hát tâm sự về cuộc sống, hoạt động của cô ở hải ngoại với người hâm mộ. Đêm nhạc của Ngọc Huyền mang tên Trăm Nhớ Ngàn Thương diễn ra tại Phòng Trà Quy, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ nghệ sĩ đã lên danh sách các ca khúc sẽ biểu diễn rất kỹ lưỡng để không phụ lòng mong đợi của khán giả. Trong chương trình, Ngọc Huyền hát cả tương nhạc lẫn cổ nhạc. Chị dự định trình bày loạt ca khúc Đêm Tâm Sự, Duyên Phận, Con Đường Xưa Em Đi, 7 Ngày Đợi Mong, Chiếc Áo Bà Ba, Tình Đời, Mưa Nửa Đêm, Tâm Sự Đời Tôi và cả một tiết mục cải lương đặc biệt. Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị đi hát từ năm 14 tuổi, đạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 và năm 2000, Huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1995 và năm 1996, Diễn viên được yêu thích nhất Mai Vàng năm 1995 và năm 1997-2002. Ngọc Huyền được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2001. Giữa năm 2002, Ngọc Huyền sang Mỹ lưu diễn rồi lập gia đình với con trai, danh ca Thanh Tuyền và ở lại định cư. Trong 15 năm qua, Ngọc Huyền được khán giả hải ngoại rất yêu mến. Thỉnh thoảng, Ngọc Huyền về nước thăm người thân. Năm 2016, chị được mời làm huấn luyện viên chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Giang Hồng Ngọc khóc nức nở kể về 22 lần chuyển nhà để trốn nợ. Trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, cô nhạt nhòa nước mắt nhớ lại biến cố chuyển nhà 22 lần vì bố mẹ nợ nần. Làm khách mời trong Bữa Trưa Vui Vẻ vào trưa 9 tháng 10, Giang Hồng Ngọc khiến các khán giả có mặt tại trường quay xúc động trước câu chuyện về gia đình. Nữ ca sĩ đã nghẹn ngào không nói nên lời khi nhắc lại quá khứ nghèo khổ của mình. Quán quân X Factor là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ cô từng là chủ nhiệm tiệm may lớn, có kinh tế khá giả, đủ điều kiện nuôi dạy 5 người con. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi bố mẹ cô vướng vào nợ nần. Cả gia đình phải đổi nhà 22 lần để tránh các chủ nợ. Trong đoạn clip phát sóng chương trình, bố Giang Hồng Ngọc tâm sự rằng con gái út chịu thiệt thòi nhất khi trải qua tuổi thơ thiếu thốn. Bây giờ cô lại trở thành người lao động chính, lo lắng cho cả gia đình. Do đó, mỗi lần đưa con gái đi diễn, dù mệt mỏi vì phải đợi 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng ông vẫn chịu được. Mẹ nữ ca sĩ đã xuất hiện trong chương trình và ôm con gái an ủi. Bà nói bà sẽ ở bên cạnh và đồng hành cùng con trong bất cứ chặng đường nào. Nữ ca sĩ còn kể sau 22 lần đổi nhà, gia đình cô sống ở quận 2 và mở một tiệm cà phê nhỏ. Chính tại đây, cô có cơ hội thể hiện năng khiếu ca hát và được một thầy giáo dạy nhạc giúp đỡ. Khi lớn lên, cô bắt đầu đi hát, làm MC đám cưới với giá cát xê 30.000 đồng một buổi. Năm 15 tuổi, sau một trận sốt cao và để lại di chứng, cô phải ngừng hát suốt một năm trời. Vào năm đoạt giải tư cuộc thi tiếng hát truyền hình, anh trai cô lại đột ngột qua đời. Thời điểm đó cô đã suy sụp rất nhiều. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nhưng Giang Hồng Ngọc vẫn mạnh mẽ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cô chia sẻ rằng chính tình yêu thương của bố mẹ đã giúp cô vững vàng hơn để phấn đấu có được thành công như ngày hôm nay. Cũng trong Bữa Trưa Vui Vẻ, Giang Hồng Ngọc thể hiện nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi để tặng khán giả. Hiện tại, ngoài lịch chạy show, cô còn tham gia cuộc thi cặp đôi hoàn hảo Trữ Tình và Bolero 2017. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, nữ ca sĩ rạng rỡ chụp hình với mẹ và khán giả. Cùng mặc váy màu da ôm sát, Hồ Ngọc Hà đẹp không gốc chết, nhìn sang Phi Thanh Vân xôi thịt ngùn ngộn mà tức mắt. Nữ hoàng giải trí luôn khiến người hâm mộ ngây ngất mỗi lần xuất hiện. Hồ Ngọc Hà là cái tên chưa bao giờ hết hot trong làng giải trí Việt. Không những sở hữu khuôn mặt sắc sảo, vóc dáng chuẩn không chút mỡ thừa, người đẹp còn có gu thời trang tinh tế đẳng cấp. Mới đây có mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật của Đàm Vĩnh Hân, Hà Hồ diện bộ váy nu ôm sát lại khiến công chúng ngây ngất vì đẹp xuất sắc như nữ thần. Nữ hoàng giải trí khoe vóc dáng chuẩn không chút mỡ thừa. Với số đo 3 vòng hoàn hảo, có lẽ chỉ có Hà Hồ mới tự tin mặc chiếc váy ôm sát đẹp đến mức này. Càng ngày, nữ ca sĩ càng sexy và quyến rũ. Chiếc váy sang trọng cộng với thần thái vốn có giúp Hồ Ngọc Hà nổi bật, lấn át hết những mỹ nhân khác trong sự kiện. Cũng trong một thiết kế khá tương đồng, Phi Thanh Vân lại khiến người đối diện phải nhăn mặt vì màn khoe ngực quen thuộc. Bộ đầm màu nu liền thân không thể mang lại vóc dáng mảnh mai cho nữ hoàng giao kéo.
Không những vậy, bà mẹ một con còn để lộ vòng ba, nhô ra bất thường sau khi giao kéo. Cũng là váy ôm sát màu nêu, nếu như Hồ Ngọc Hà mặc lên đẹp không góc chết, thì vào tay Phi Thanh Vân lại gây cảm giác xôi thịt đẩy đà. Đại diện Hồng Kông bị chê xấu động trời khi tham dự Miss France International 2017 tại Việt Nam. Người đẹp Hồng Kông Hoa Lâm Lao bị người hâm mộ chê xấu thậm tệ. Những ngày qua, người hâm mộ nhan sắc toàn cầu đang hướng về Việt Nam của chúng ta, quốc gia đăng cai Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Miss France International 2017, đại diện chủ nhà chính là nàng Á hậu xinh đẹp Huyền My. Cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần với mục đích cao cả là kêu gọi chấm dứt bạo lực và chiến tranh trên toàn thế giới. Năm nay có 77 thí sinh đến từ các nước trên khắp thế giới tham gia tranh tài. Ngay lúc này, các hoạt động cũng như sự kiện đầu tiên đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều người đẹp được truyền thông Việt Nam và quốc tế chú ý săn đón bởi nhan sắc nổi bật cũng như sự tự tin đầy tỏa sáng. Bên cạnh đó, nhiều đại diện cũng bị đánh giá không tích cực về nhan sắc. Một trong những mỹ nhân gây tranh cãi nhiều nhất là đại diện của Hồng Kông, Hoa Lâm Lao. Người hâm mộ cho rằng cô quá kém sắc, thậm chí như người chuyển giới. Thế nhưng, chuẩn mực nhan sắc của mọi quốc gia đều khác nhau. Có nước chọn một cô gái có vẻ ngoài ai nhìn cũng yêu mến vì xinh đẹp. Nhưng cũng có một số quốc gia chúng trọng vào tri thức cũng như các hoạt động thiện nguyện mà cô ấy làm được. Cuộc thi chỉ vừa trải qua một số hoạt động, chúng ta hãy cùng kiên nhẫn xem Hội Lâm Lao sẽ làm được gì với sự tự tin và tài năng của cô ấy. Hoa Lâm Lao là đại diện của Hồng Kông tại Miss France International 2017. Cô là một người mẫu quảng cáo đóng MV, sở thích tập yoga và ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Bức ảnh gây tranh cãi về nhan sắc của cô tại cuộc thi, người đẹp cao 1m74, nặng 51kg. Gương mặt đậm chất model lạnh lùng của cô khi bị nhận xét là kém xinh và trông như người chuyển giới. Cô từng xuất hiện trên một số tạp chí thời trang tại quê nhà, đóng một số MV ca nhạc online nổi tiếng tại Hồng Kông. Ngoài cô ra, cũng có một số người đẹp khác nhận được những bình luận không tích cực về nhan sắc. Người đẹp Nam Sudan, Bolivia thì quá già, Paraguay kém tự tin, Nam Phi thì kém sắc, Cộng hòa Dominica nhìn như mới trùng tu nhan sắc, Trung Quốc thì diêm dúa, Cambodia bị nghi là người chuyển giới. Hoài Linh bức xúc lên tiếng vì bị nói nghệ sĩ ngày càng đồng bóng khi xây nhà thờ tổ. Danh hài Hoài Linh đã bức xúc lên tiếng khi nghệ sĩ bị nói ngày càng đồng bóng. Khán giả không liên quan cũng đến đền thờ tổ nghề sân khấu Sinh Lộc. Để tỏ lòng biết ơn khi tổ nghề sân khấu đã giúp nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả, rất nhiều người đã quyết tâm xây dựng nơi thờ cúng. Tại Việt Nam có hai nhà thờ tổ nghề lớn là của Hoài Linh và Vượng Râu. Hàng năm, cứ đến ngày dỗ tổ nghề sân khấu, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ lại cùng nhau hội ngộ tại nhà thờ để thắp hương. Tuy nhiên, có một trang báo lại cho rằng, nghệ sĩ ngày càng đồng bóng, các nghệ sĩ mạnh ai nấy xây nhà thờ tổ. Trong miền Nam, dòng người nô nức chạy về nhà thờ tổ của Hoài Linh, còn phía Bắc, nhà thờ tổ của Vượng Râu là điểm đến. Đền thờ tổ của nghệ sĩ liên quan gì đến lộc mà người dân sinh? Sau khi đọc thông tin, Hoài Linh đã lên tiếng. Nghề nào cũng phải có người khai sinh ra lâu đời và là người đầu tiên thì xem như là tổ nghề. Nghề của nghệ sĩ chúng tôi không phải chỉ thờ tổ sân khấu mà còn thờ thập nhị công nghệ, tiền hiền hậu tiền và cả những khán giả ân nhân của chúng tôi. Ngày dỗ tổ của chúng tôi cũng được nhà nước công nhận là ngày truyền thống ngành sân khấu rồi đấy. Việc thờ tổ nghề của chúng tôi chẳng liên quan gì đến đồng bóng, vì trong tín ngưỡng thờ mẫu không thờ tổ nghề sân khấu. Còn việc bạn đề cập đến khán giả của chúng tôi không liên quan gì đến tổ sân khấu, mà vẫn đến Sinh Lộc thì bạn đi hơi xa rồi. Khán giả là những người trực tiếp nuôi nghệ sĩ chúng tôi, phải lại một năm có một ngày khán giả có thể gần gũi anh em nghệ sĩ chúng tôi. Khán giả chúng tôi đến không phải để Sinh Lộc mang về, bạn nói như thế là đụng chạm hơi nhiều khán giả của tôi đấy. Khán giả của chúng tôi đến để dâng hương cho những bậc tiền bối, quá cố của chúng tôi, mà khán giả chúng tôi ái mộ từ xưa và giao lưu với nghệ sĩ. Tín ngưỡng mỗi nghề khác nhau, quan trọng là chúng tôi nhớ đến những bậc khai sáng nghề nghiệp. Đó là sự thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam từ bao đời nay. Hoài Linh cho rằng, việc cúng tổ nghề là để nhớ đến những bậc tiền bối đã khai sáng nghề nghiệp. Khán giả đến nhà thờ tổ nghề sân khấu là muốn gần gũi hơn với các nghệ sĩ.
Loạt mỹ nhân bạo dạn này thử chết hàng nam giới, chuẩn bài nhất là Ngọc Trinh. Không chỉ các sao nam dính nghi án sàm sỡ mà các sao nữ cũng không kém cạnh. Nổi tiếng là một nữ MC chuyên sàm sỡ các sao nam, từ Hy Đệ, em gái từ Hy Viên, trở thành mối lo ngại của các sao nam showbiz mỗi lần đi show. Cựu thành viên Super Junior cũng từng lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười vì bị nữ MC này chết hàng. Trong khi tham gia trò chơi tại một buổi giới thiệu phim, Thích Vy đã vô tình đụng chạm vào chỗ kính của Đại Trương Vĩ khi bế anh chàng. Dù không cố ý nhưng việc bóp chặt thế kia chắc cũng nắm được kích cỡ thật của đồng nghiệp. Nếu như các sao châu Á là vô tình hay vì kịch bản chương trình, thì các sao Hollywood lại khá vô tư với hình ảnh sàm sỡ đồng nghiệp. Màn đáp trả tỉnh như không của nữ diễn viên Mila khi bị Justin Bieber sờ ngực. Lỡ để tay ở vùng nhạy cảm của Lương Mạnh Hải, siêu Black càng gặp nhiều khó khăn hơn. Đôi chân co đúng lúc của Phương Thanh. Thế nhưng có lẽ vẫn chưa là gì so với Ngọc Trinh, màn nhảy sexy hiếm hoi với Vũ Công Nam. Nhiều người cho rằng sát nhau thế kia, có lẽ Ngọc Trinh cũng đoán được cái ấy của anh chàng xấu số kia to hay nhỏ. Trấn Thành cũng suýt chút nữa lộ hết cả bí mật trước mặt Hòa Minzy. Mới 7 tháng tuổi, con trai đang trường đã gây mê với vẻ đáng yêu khó cưỡng. Mới được 7 tháng tuổi nhưng quý tử đầu lòng nhà đang trường Thủy Tiên đã lộ rõ vẻ khấu khỉnh đáng yêu khó cưỡng. Không giấu kín hình ảnh con như một số ngôi sao khác, vợ chồng đang trường Thủy Tiên từ khi đón quý tử đầu lòng bé Thiên Từ đã thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai lên trang cá nhân. Hiện tại bé Thiên Từ đã được 7 tháng tuổi và sở hữu lượng fan đông đảo bởi vẻ đáng yêu khó cưỡng. Bằng chứng là mỗi khi vợ chồng anh Bo đăng hình ảnh con trai lên trang cá nhân đều nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi nét khôi ngô ngay từ nhỏ của bé Thiên Từ. Con trai đang trường lộ rõ vẻ khôi ngô đáng yêu từ nhỏ. Tất cả những hình ảnh của bé Thiên Từ được vợ chồng đang trường Thủy Tiên đăng tải đều nhận được sự quan tâm, yêu mến từ đông đảo khán giả. Ngoài phát triển ngôn ngữ cho con, Thủy Tiên cũng chú trọng tới việc nuôi dưỡng năng khiếu âm nhạc. Ngay lúc mới sinh, Thiên Từ đã được cho nghe nhạc. Hiện tại mỗi ngày Thiên Từ đều được chơi với cây đàn piano và tập đánh 15 phút. Từ khi đón thêm thành viên mới, cuộc sống vợ chồng đang trường Thủy Tiên cũng thay đổi rất nhiều. Để tiện cho việc chăm sóc gia đình nhỏ, đang trường di chuyển liên tục giữa Mỹ, Việt Nam, còn bà xã anh gác lại phần lớn công việc kinh doanh để dành thời gian chăm sóc con trai tại Mỹ. Vợ chồng đang trường cũng chuyển sang sống trong ngôi biệt thự rộng 4.000m² ở thành phố San Jose, bang California. Theo chia sẻ của bà xã đang trường, hiện vợ chồng cô đã thuê vũ em, người giúp việc, dọn hồ bơi, dọn sân trước sân sau cho ngôi nhà. Mỗi tháng bà xã đang trường tốn khoảng 6.500 đô trả cho họ. Thủy Tiên cũng cho biết, cô từng phải thay 10 bảo mẫu trong vòng vài tháng vì không ưng ý. Phú nuôi mà cô chọn biết 3 ngoại ngữ Anh, Việt, Hoa, còn người giúp việc biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại bà xã đang trường muốn con trai Thiên Từ học nói tiếng Việt trước, hạn chế nói tiếng Anh hay các ngoại ngữ khác. Vợ đang trường hiện đang sống cùng con trai tại Mỹ, cô cũng hạn chế công việc để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ.